đường lối tu tập của đạo Phật. À, có thầy xin được nghe cái phương án thành lập trung tâm ăn dưỡng từ thiện Trân Lạc. À, thầy xin đọc cái phương án ấy cho quý thầy nghe. À, đó là một ước vọng của thầy đem cái đạo đức nhân quả của đạo Phật vào đời, mưu cầu lại hạnh phúc cho loài người trên cái hành tinh này. Nhưng ước vọng này chưa thành, chắc chắn chúng sanh chưa có hữu duyên, sau này mới có cơ duyên thành hình dưới nhiều hình thức khác nhau, chứ không phải như ở phương án này nữa. Miễn làm sao đạo đức nhân quả được vào đời thì hạnh phúc cho con người biết là bao. Ở đây chỉ là một phương án nhỏ để đem đạo đức của đạo Phật dạy con người trong cái thời đại hiện tại này mà thôi. Nó nghĩa là cái phương án này mà nó đem vào đời, nó cũng tùy theo cái hoàn cảnh để mà đem cái đạo đức đó, chứ không phải là cái gì khác hết. Cho nên khi mà thầy đọc á, thì quý thầy thấy đây là tùy cái hoàn cảnh mà thành lập cái dự thảo cái phương án này, chứ không phải là cái mục đích chính của nó là đem cái đạo đức nhân quả vào đời để dạy người ta biết làm lành, tránh những cái điều dữ, để tạo cái phước báo cho họ mà chính bàn tay và khối óc của họ, chứ không phải ai khác hơn hết. À, thầy xin đọc lại cái dự thảo phương án thành lập trung tâm ăn dưỡng. Phương án thành lập trung tâm ăn dưỡng từ thiện Chân Lạc. Thay mặt ban sáng lập Thượng Tọa Thích Thông Lạc. Mục lục: 1. Nhận định tình hình. 2. Mục đích. 3. Tổ chức điều hành. 4. Phương thức hoạt động. 5. Nguồn vốn. 6. Điều kiện ăn dưỡng. 7. Kế hoạch chi phí ăn ở trong thời gian ăn dưỡng. 8. Các giai đoạn thực hiện. 9. Kết luận. Đó là cái mục lục, nó có 9 cái phần của nó. Bây giờ phần 1 của nó đó là nhận định cái tình hình. Đây thì thầy sẽ đọc cái phần 1. Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, đất nước thân yêu của chúng ta đã gánh chịu biết bao nhiêu mất mát đau thương, mà hậu quả cho đến giờ sau gần 20 năm hòa bình, những vết thương của chiến tranh còn chưa hàn gắn hết được. Bao nhiêu người con của tổ quốc đã hy sinh tánh mạng, bao nhiêu người đã không còn lành lặn, bao nhiêu người mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha, vân vân. Những hy sinh vô giá đó làm sao đền đáp được. Những người tu sĩ Phật tử cũng là những người con nước Việt, khi đất nước bị hoài xâm đã phải gác sự tu hành của mình để cùng toàn dân tham gia kháng chiến. Nay được sống được yên ổn, tu hành trong hòa bình, đó là niềm hạnh phúc lớn lao. Chúng tôi suy nghĩ phải làm gì để đóng góp trí tuệ công sức của mình trong chương trình xóa đói giảm nghèo của chính phủ. Vì vậy, việc thành lập trung tâm ăn dưỡng từ thiện dành riêng cho cha mẹ liệt sĩ, thương binh, người có công với tổ quốc, trẻ em mồ côi và các tu sĩ là việc làm thiết thực hợp với đạo và đời. Đó là cái nhận định cái tình hình để mình giới thiệu cái phương án này. Hai, tức là cái mục đích. Trung tâm an dưỡng nhằm mục đích tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho cha mẹ liệt sĩ, các cán bộ hưu trí, thương binh và các tu sĩ có nơi an dưỡng thanh tịnh, hưởng được không khí tốt lành thoáng mát, thường xuyên được chăm sóc sức khỏe, hàng ngày được hướng dẫn tập dưỡng sinh, tọa thiền để tăng cường khí lực, có nơi vui chơi giải trí hòa nhịp với cảnh trí thiên nhiên đẹp, môi trường trong lành. Bên cạnh đó, trung tâm an dưỡng sẽ thu nhận trẻ em mồ côi, khuyết tật để nuôi dạy, để nuôi dạy nghề, tạo điều kiện cho các cháu trở thành những công dân có ích cho xã hội. Trung tâm giúp mọi thành viên trong khu an dưỡng sống trong tinh thần cùng vui sống, cùng nhau vui sống, cùng nhau nói lời hòa hợp, cùng nhau góp ý kiến xây dựng, cùng nhau trao đổi những điều hay biết, cùng nhau giữ gìn pháp luật, giới luật, đức hạnh, cùng nhau đồng hưởng những niềm vui. 3. Tổ chức và điều hành. Trung tâm thành lập với tên Trung tâm An dưỡng Từ thiện Chân Lạc. Trung tâm nằm trên một cái khu đất với diện tích hơn 4 hecta, thuộc xã Phước Hải, huyện Long Đốc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Phía trước là biển Đông, bên phải là khu di tích lịch sử Minh Đạm, bên trái là ruộng lúa, sau lưng là núi. Trước đây là sở hữu chủ của tỉnh thất Chân Lạc,
đã và đang canh tác trồng cây gây rừng, tạo nên cảnh quan thơ mộng, thiên nhiên đẹp, trong lành, mát mẻ nhờ gió biển và rừng cây. Nơi đây rất phù hợp cho việc an dưỡng, chữa bệnh và tịnh tâm, hơn nữa lại gần khu du lịch, gần đường giao thông. Toàn trung tâm được chia làm 12 khu vực. Khu A1, A2 dành cho cha mẹ liệt sĩ, dành cho cán bộ, thương binh. Khu B1, B2 dành cho những người nghèo. Khu C, C1 và C2 dành cho tăng và ni tịnh tâm. Khu vực khám bệnh và điều trị bằng đông tây y. Khu vực tập dưỡng sinh cho tất cả thành viên trung tâm. Khu làm việc của ban điều hành trung tâm. Khu nhà ở của nhân viên phục vụ. Khu nhà ăn tập thể. Khu vui chơi giải trí. Khu nhà khách và bãi đậu xe và nhà kho. Chức năng của các khu vực như sau. Khu A1 dành cho sinh hoạt của các cha mẹ liệt sĩ, gia đình thương binh, cán bộ. Khu này được xây dựng thành từng gia đình nhỏ, gọn, đẹp, xung quanh có vườn hoa. Khu A2 dành cho cán bộ, thương binh, độc thân. Khu này tổ chức theo lối sống tập thể, nam nữ, biệt lập. Khu B1 dành cho những người nghèo. Khu này xây dựng thành các tiểu gia đình, xung quanh có vườn cảnh. Khu B2 dành cho những người nghèo, độc thân. Khu này tổ chức theo lối sống tập thể, được chia thành hai khu nam và nữ để sinh hoạt. Khu vực dành cho các vị tăng trong khu có nơi sinh hoạt chung và nơi để dành riêng để tịnh tâm của tăng và ni. Khu khám bệnh điều trị bằng đông tây y cho các thành viên toàn trung tâm. Ngoài việc chữa bệnh còn kiểm tra vệ sinh ăn uống, dành riêng một khu đất để trồng các loại cây thuốc. Khu tập thể dưỡng sinh được lót bằng đá granite phẳng, chia làm hai. Một có mái che rộng để tránh mưa, một không mái để tập y võ sinh, dưỡng sinh và thể dục. Khu vực làm việc cho ban điều hành toàn trung tâm gồm có văn phòng trưởng ban trung tâm, văn phòng phó ban trung tâm, phòng tổ chức hành chính, phòng họp ban điều hành. Khu nhà ở cho nhân viên trung tâm được xây cất để phục vụ gồm nhà ở trưởng ban, nhân viên y tế, nhân viên phục vụ bếp, nhân viên phục vụ khách. Khu nhà ở được chia như sau. Một khu ăn chay dành cho chư tăng, chư ni, cư sĩ đến khất thực. Một khu nhà ăn dành cho cha mẹ liệt sĩ, cán bộ hưu trí và thương binh. Một nhà ăn dành cho nhân viên toàn trung tâm. Khu vui chơi giải trí được xây dựng dựa theo hình thể thiên nhiên, cải tạo thành hồ cảnh non bộ, các thắng tích lịch sử thu nhỏ, các khu vườn sinh học cho các thành viên trung tâm thực hiện như khu hoa kiển, phong lan, bông sai, non bộ, khu vực trồng các loại cây quý hiếm như nhân sâm, linh chi, vân vân. Một khu vườn ươm cây để trồng tạo cảnh đẹp toàn trung tâm. Khu nhà khách xây dựng gần trung tâm, dùng để tiếp khách từ trung ương và các tỉnh thành, các vị tu sĩ trung ương, giáo hội, vân vân về an dưỡng trong thời gian ngắn ngày. Khu này có phòng riêng cho tập thể và gia đình. Ngoài ra trung tâm còn có một bãi đậu xe du lịch 4-15 chỗ ngồi, bãi đậu xe tải và xe khách, cùng một nhà kho chứa nhiên liệu chất đốt. Dụng cụ và lương thực thực phẩm. Tình nguyện điều hành toàn trung tâm là những Phật tử thần thành, có nhiều uy tín và kinh nghiệm tổ chức từ thiện xã hội, chính quyền chấp nhận, được chính quyền chấp nhận. Thành phần ban điều hành gồm có một trưởng ban, một phó ban điều hành, một kế toán trưởng, một thủ quỹ, một thư ký. Giúp việc cho ban điều hành gồm có phòng gồm có các phòng ban sau: phòng tổ chức và hành chánh quản trị, phòng y tế, phòng khoa học kỹ thuật, ban an sinh. 4. Phương thức hoạt động. Trung tâm an dưỡng từ thiện Chân Lạc là một chỗ tổ chức có tư cách pháp nhân,
được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu và huyện Long Đất, xã Phước Hải ra quyết định thành lập và cấp giấy phép hoạt động, được hạch toán độc lập, có con riêng, được mở tài khoản ở các ngân hàng, được phép nhận các nguồn bảo trợ trong tinh thần từ thiện xã hội. Năm, nguồn vốn của trung tâm do các Phật tử cùng các nhà hảo tâm đóng góp. Điều kiện an dưỡng. Các cán bộ hưu trí, thương binh, cha mẹ liệt sĩ và những người nghèo được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, huyện Long Đất, xã Phước Hải giới thiệu. Những vị tu sĩ được Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội các tỉnh thành giới thiệu. Thời gian an dưỡng. Trung tâm tổ chức an dưỡng theo hai dạng. Dạng ngắn ngày, từ một tuần tới một tháng. Từ một tháng đến ba tháng, từ ba tháng đến sáu tháng. Dạng dài ngày, từ sáu tháng đến một năm. Từ một năm đến hai năm. Trường hợp đặc biệt sẽ được ban điều hành trung tâm xét và chấp thuận cho phép được an dưỡng lâu hơn. Bảy, các giai đoạn thực hiện. Giai đoạn một, quy hoạch và phân khu chức năng các khu theo dây chuyền tổ chức và quản lý của trung tâm. Xây dựng hệ thống cấp thoát nước điện, xây dựng các nhà cho ban điều hành và nhân viên trung tâm, xây dựng các đường vận chuyển trong trung tâm, xây dựng khu nhà bếp, nhà ăn, nhà vệ sinh. Giai đoạn 2, xây dựng các khu ăn dưỡng, xây dựng khu vui chơi giải trí. Giai đoạn 3, xây dựng khu nhà khách, xây dựng khu vui chơi giải trí trồng hoa cảnh toàn trung tâm. Kết luận phần 8. Chúng tôi là những người Phật tử được sống an ổn trong đất nước thanh bình và tạm đầy đủ, muốn thể hiện tinh thần đền ơn đáp nghĩa đối với những cha mẹ liệt sĩ, những người có công với tổ quốc. Rất mong Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, huyện Long Đất, xã Phước Hải cho phép và giao cho chúng tôi trách nhiệm thực hiện phương án này. Chúng tôi quyết tâm làm tròn trách nhiệm. Đó là cái phần mà cái dự thảo cái phương án của thầy là như vậy. Đó là cái mục đích mà để khi mà được thành hình á, thì cái điều kiện mà tiên quyết mà thầy làm đó, tức là sau những người mà đến mà ở đó an dưỡng á, thì được thầy hướng dẫn cho họ trong những cái buổi thuyết giảng nói về đạo đức nhân quả. Thầy không nói về thiền mà cũng không nói về Phật giáo như thế nào hết, nhưng mà nói về những cái ác, cái thiện, để cho mọi người người ta biết, người ta thực hiện, người ta đem lại cái đời sống an lành và hạnh phúc cho mọi gia đình. Sau cái thời gian như từ nửa tháng cho đến một tháng ở trung tâm, khi họ về thì chắc chắn là cái gia đình đó được nghe những cái bài giảng về đạo đức nhân quả, thì họ sẽ mang lại cái hạnh phúc cho toàn gia đình của họ và đối xử với xóm làng của họ rất là có những cái trật tự, cái an ninh, làm cho mọi người đều vui với nhau. Đó là cái ước vọng của thầy, là đem cái điều đó để đem lại cho cái hạnh phúc cho con người. Nhưng vì bây giờ tuổi già sức yếu rồi, không thể thực hiện được, cho nên cái này thầy chỉ ủy thác lại sau này cho các thầy còn tuổi trẻ hãy cố gắng mà đem cái đạo đức nhân quả. Từ những cái tôn giáo nào nó cũng có cái đạo đức, nhưng cái đạo đức của đạo Phật thì người ta làm như người ta không thấy cái đạo đức của đạo Phật. Vì vậy mà hầu hết có một cái số các thầy tu sĩ của Phật giáo cũng như các tổ, người ta luôn luôn đem cái đạo đức của Nho giáo mà dạy ở trong các chùa. Thầy có đọc cái bộ sách của các tổ viết, đó là Thiền Lâm Bảo Quấn. Cái lời dạy đạo đức ở trong đó hầu hết là đạo Nho chứ không phải là đạo Phật. Vì vậy mà thầy thấy sao lại các vị tổ này đều là những người tu sĩ của đạo Phật mà sao lại không thấy cái đạo đức của đạo Phật dạy con người, mà lại lấy cái đạo đức của một cái tôn giáo khác mà viết thành một cái bộ sách như vậy để mà dạy cái những người tu sĩ của chúng ta phải hành theo cái đạo Nho, hành cái đạo đức theo đạo Nho. Cho nên thầy lấy làm rất là ngạc nhiên. Không phải đạo Phật không có đạo đức, có đạo đức chứ, nhưng tại sao chúng ta không chịu khai triển nó ra? Vì hẳn hồi chúng ta đã thấy cái lộ trình mà thứ nhất mà Đức Phật đã dạy cho cái người cư sĩ rất là tỉ mỉ, rất là rõ ràng, và đạo Phật đã đứng ở trên cái nhân quả để mà xây dựng cái giáo pháp của mình. Do vì vậy á, thì chúng ta biết rõ ràng là cái đạo đức của đạo Phật là cái đạo đức nhân quả, cái đạo đức giải thoát thật sự. Vì mình có làm điều thiện thì mang đến cái phước báo cho mình rất rõ. Tại sao không triển khai? Nếu mà từ xưa đến giờ mà quý hòa thượng, quý thầy mà hiểu được như thế này, triển khai ra, thì
thì bây giờ chúng ta có một cái đạo đức rất là tốt đẹp vô cùng. Và bây giờ dân tộc của chúng ta cũng thấm nhuần cái đạo đức đó rất là sâu. Cho nên người ta thấm nhuần với những cái hành động nho nhỏ của cái đạo đức nhân quả này. Thầy xin nhắc lại, một đứa con nó bắt một con kiến, con dế, rồi nó nắm nó quay để cho con dế chóng mặt đi, rồi thả xuống cho hai con dế cắn đi. Hay hoặc là nó chơi hơi, nó ngắt chân ngắt cẳng con dế đi, thì người mẹ nó con đừng có chơi như vậy, con chơi như vậy tội, đọa địa ngục chết đi. Thì người ta chỉ biết cái nhân quả có bao nhiêu đó thôi à, người ta hù dạ đứa nhỏ cho nó sợ, cho nó đừng có làm đau khổ của con vật thôi, chứ người ta không có triển khai ra được cái đạo đức nhân quả như thế nào là đem đến một cái quả khổ, như thế nào là đem đến cái sự an vui. Mà người ta chỉ biết là con đừng có làm vậy, đọa địa ngục à, chơi như vậy là ác lắm, người ta chỉ biết nói như vậy thôi, chứ người ta chưa có biết giảng ra cái đạo đức của đạo Phật như thế nào. Cho nên thầy thấy rằng cái nhiệm vụ của người tu sĩ Phật giáo hiện giờ là chúng ta phải triển khai cái đạo đức nhân quả để dạy cho con người, là cái trách nhiệm rất lớn cho chúng ta, làm cho con người có đạo đức đó và làm cho cái xã hội được trật tự an ninh vì người ta đã hiểu được nhân quả. Bây giờ thì chúng ta đã được nghe qua cái dự thảo phương án và được nghe qua cái sơ sơ về cái ích lợi khi mà cái đạo đức của đạo Phật, tức là đạo đức nhân quả, được đem ra giảng dạy cho mọi người thì đem lại ích lợi. Nhưng hôm nay là cái ngày chúng ta cũng đã thấy là cái ngày 12 tháng 7 rồi, năm Đinh Sửu, nhằm ngày 14 tháng 8 năm 1997 dương lịch, sau 3 tháng an cư kiết hạ, thầy trò chúng ta gặp nhau thường trao đổi những kinh nghiệm tu hành, và ngày ngày được nghe thầy thuyết giảng dựng lại các pháp môn của Đức Phật đã dạy cách đây 2540 năm. Hơn 20 thế kỷ từ người xưa đến người nay đã nối tiếp nhau thắp ngọn đuốc của Phật, của Phật pháp, để cho nó sáng mãi mãi và trường tồn với con người trong thời gian